Nhà hoạt động Trương Văn Dũng bị y án 6 năm tù. Việt Nam tính xây thêm 11 sân bay cho đến năm 2050. Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam, Mỹ gặp nhau bên lề hội nghị ASEAN. Mỹ nói Nga không có dấu hiệu chuyển hướng trong cuộc chiến với Ukraine. Lính đánh thuê Wagner đang huấn luyện cho lính Belarus. Xe đòi, người được Putin đề nghị làm thủ lĩnh Wagner là ai? Những nơi thích ứng với biến đổi khí hậu sẽ giảm được tử vong. Diễn viên Hollywood tham gia đình công đòi tăng lương. Nhà hoạt động Trương Văn Dũng hôm 13 tháng 7 bị Tòa án Nhân dân cấp cao tại Hà Nội tuyên y án 6 năm tù về tội tuyên truyền chống nhà nước, giữa lúc các tổ chức nhân quyền quốc tế liên tục kêu gọi phóng thích ông. Theo Thông tấn xã Việt Nam, ông Dũng có hành vi tuyên truyền xuyên tạc, phỉ báng chính quyền nhân dân, tuyên truyền những luận điệu chiến tranh tâm lý, phao tin bịa đặt, gây hoang mang trong nhân dân, thông qua các bài phỏng vấn, video, clip đăng tải trên mạng xã hội. Ngoài ra, truyền thông Việt Nam dẫn cáo trạng cho biết ông Dũng có hành vi tàn trữ tài liệu dạng sách, được nói là có mục đích thông tin xuyên tạc, cũng như lưu trữ 31 băng rôn biểu ngữ và 11 tài liệu được in trên giấy với nhiều kích thước khác nhau, có nội dung được nói là chống nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Một ngày trước phiên xử phúc thẩm, các tổ chức nhân quyền quốc tế đã kêu gọi Việt Nam trả tự do cho ông Dũng, nói rằng những việc làm của ông chỉ đơn thuần là thực hành các quyền tự do biểu đạt, lập hội và nhóm họp ôn hòa. Việt Nam trong những năm gần đây đã tăng cường trấn áp quan điểm đối lập bằng việc bắt giữ và bỏ tù những nhà bất đồng chính kiến, nhà báo độc lập và thậm chí những nhà hoạt động khí hậu. Việt Nam phủ nhận những vụ việc này có động cơ chính trị, nói rằng họ chỉ xử lý những người vi phạm pháp luật. Ông Dũng, 65 tuổi, bị bắt vào tháng 5 năm 2022. Ông bị Tòa án thành phố Hà Nội tuyên 6 năm tù với cáo buộc tuyên truyền chống nhà nước vào cuối tháng 3 năm nay. Ông bắt đầu tham gia vào việc vận động cho quyền lợi về đất đai vào những năm 2000 khi chống lại việc cưỡng chế tịch thu chính nhà riêng của mình. Sau đó, ông cùng các nhà hoạt động khác vận động cho các quyền cơ bản như quyền tự do ngôn luận, lập hội và hội họp. Việt Nam dự tính sẽ có thêm 11 sân bay mới cho đến năm 2050, đưa tổng số sân bay trong cả nước lên 33, trong đó có 14 sân bay quốc tế. Theo quy hoạch tổng thể cảng hàng không vừa được Bộ Giao thông Vận tải công bố hôm 14 tháng 7. Các vùng đại đô thị như Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, mỗi nơi sẽ có 2 sân bay và sẽ là đầu mối giao thông hàng không chính của Việt Nam. Riêng Hải Phòng theo quy hoạch cũng sẽ được cho phép có 2 sân bay. Vùng đại đô thị Thành phố Hồ Chí Minh đang xây mới sân bay quốc tế Long Thành ở tỉnh Đồng Nai, bên cạnh sân bay Tân Sơn Nhất, trong khi vùng Hà Nội phải đợi sân bay Nội Bài đạt công suất 100 triệu hành khách một năm thì mới xây thêm một sân bay nữa, theo quy hoạch. Việt Nam hiện có cả thảy 22 sân bay cả quốc tế lẫn quốc nội. Từ nay đến năm 2030, theo quy hoạch, Việt Nam sẽ xây thêm 8 sân bay mới. Sau năm 2030, sẽ xây thêm 3 sân bay cho đến năm 2050. Số vốn cần để xây dựng thêm sân bay theo tính toán của Bộ Giao thông Vận tải sẽ vào khoảng 420.000 tỷ đồng, xấp xỉ 18 tỷ đô la Mỹ. Cục trưởng Cục Hàng không Đinh Việt Thắng được dẫn lời nói tại lễ công bố quy hoạch hôm 14 tháng 7 rằng với số lượng cảng hàng không được quy hoạch như trên sẽ đảm bảo đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050 có trên 95% dân số có thể tiếp cận tới cảng hàng không trong phạm vi 100 km, cao hơn mức trung bình của thế giới hiện nay. Lãnh đạo Bộ Giao thông Vận tải cho rằng đây là quy hoạch mở, tức là có thể được điều chỉnh bổ sung theo nhu cầu phát triển kinh tế xã hội các địa phương, theo tinh thần là cần thiết, có vị trí, thu xếp được vốn và đảm bảo hoạt động hữu hiệu khi đưa vào khai thác. Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam Bùi Thanh Sơn và người tương nhiệm Mỹ Antony Blinken vừa gặp nhau tối ngày 13 tháng 7 tại Jakarta, Indonesia, khi hai ông đang tham gia hội nghị Ngoại trưởng ASEAN và các đối tác để bàn về các chuyến thăm sắp tới giữa lãnh đạo hai nước. Ông Blinken được cho là nói với ông Sơn rằng ông nhất trí phối hợp với Việt Nam thúc đẩy các chuyến thăm giữa lãnh đạo cấp cao hai nước, theo VN Express. Về phần mình, ông Sơn nói phía Việt Nam muốn đưa quan hệ đối tác toàn diện hai nước đi vào chiều sâu. Ông Sơn và ông Blinken đã có cuộc hội đàm hồi tháng 4 năm nay, khi ông Blinken có chuyến thăm đầu tiên đến Hà Nội trên cương vị Ngoại trưởng. Khi đó, ông Blinken đã bày tỏ mong muốn nâng cấp quan hệ giữa Washington với Hà Nội.
Phát biểu một ngày sau đó tại hội nghị Ngoại trưởng ASEAN-Mỹ, ông Sơn nói hai phía Mỹ và ASEAN cần tăng cường phối hợp để bảo đảm tương lai bền vững cho 1 tỷ dân của hai bên, thông qua hợp tác y tế, giáo dục, phát triển nguồn nhân lực, chuyển đổi xanh và phát triển bền vững, VN Express cho biết. Bên lề hội nghị ở Jakarta, ông Sơn cũng hội kiến người phụ trách chính sách an ninh và đối ngoại của Liên minh châu Âu Joseph Borrell để bàn về các vấn đề trong quan hệ hai bên như Hiệp định Bảo hộ Đầu tư Việt Nam-EU, thẻ vàng IUU của EU đối với nhập khẩu hải sản từ Việt Nam và hợp tác chuyển đổi năng lượng, theo báo Người Lao Động. Tổ chức mạng lưới ung thư vú Việt Nam có hệ thống salon tóc hồng chuyên xử lý tóc hiến tặng cho bệnh nhân ung thư. Sáng kiến này, như chia sẻ của ông chủ tiệm cắt tóc Nguyễn Anh Tuấn, sẽ giúp tăng cao chất lượng tóc hiến cho bệnh nhân ung thư. Là thông qua từ mẹ của anh, mẹ anh cũng là một bệnh nhân ung thư. Anh em mình tạo nên một cái chuỗi salon tóc hồng, là nơi mà để cho các người hiến tặng tóc á, dành cho các bệnh nhân ung thư có thể đến salon mình hiến tóc đúng chuẩn, rồi tư vấn kỹ hơn về cái độ dài mà cần đủ để hiến cho làm tóc giả tặng cho các bệnh nhân ung thư. Một chủ tiệm cắt tóc thuộc mạng lưới salon tóc hồng ở Sài Gòn cho biết ngày nào cũng có vài người đến hiến tóc. Ban đầu là chỉ có người bạn cũng bị ung thư. Xong rồi mấy qua mấy bảo là thôi chia sẻ với mấy bệnh nhân ung thư đi. Rồi xong rồi bắt đầu chị mới tham gia cũng cả mười mấy năm rồi đó. Ngày nào cũng 2-3 người, 3-4 người đại khái là vậy. Còn theo lời kể của ông chủ tiệm tóc Nguyễn Anh Tuấn, thì sau khi khách hiến tóc, salon của ông sẽ giảm một nửa giá của dịch vụ tạo kiểu cho khách. Số tiền thu được này của khách, ông Tuấn tiếp tục dùng để hỗ trợ phí gia công tạo hình tóc giả. Thì khi mà hiến xong á, là bắt đầu là cái tóc đó là anh sẽ cột từng chùm lại, cột rất là chặt luôn. Rồi sau đó là anh sẽ đem đi giặt, giặt sạch, rồi ngâm dưỡng cho nó mướt tóc. Rồi anh đem lên phơi ở trên lầu cho nó có nắng, cho nó thơm. Xong xuôi hết rồi anh sẽ lọc ra theo cái chuẩn, ví dụ như là 25cm, 35cm. Anh để riêng từng ô ra. Có những khách đến hiến tóc sẵn sàng thay đổi cả kiểu tóc để có thể đáp ứng độ dài của làm tóc giả. Không đủ dài, cái nói thôi chị có thể là cắt tím nhất có thể cho em cũng được. Khi nào mà đủ cho người ta để mà nhận là được đủ 30 phân. Những bộ tóc đủ điều kiện hiến tặng sẽ được giữ lại sau khi cắt, đóng gói cẩn thận để làm các bộ tóc giả của Tiếp Tục Vòng Đời Mới trong một hành trình đặc biệt, hành trình tiếp thêm động lực cho những bệnh nhân ung thư. Nga không có dấu hiệu chuyển hướng trong cuộc chiến với Ukraine. Ngoại trưởng Hoa Kỳ Antony Blinken tuyên bố hôm 14 tháng 7, trong lúc các ngoại trưởng từ hơn 20 quốc gia gặp nhau tại thủ đô Indonesia trong cuộc họp thường niên về an ninh của Đông Nam Á. Các nhà ngoại giao hàng đầu từ Trung Quốc, Hoa Kỳ và Nga nằm trong số những người đã tới Jakarta để tham dự diễn đàn khu vực ASEAN AAF, nơi các chương trình nghị sự trên diện rộng thường bị lấn sân bởi những căng thẳng địa chính trị. Phát biểu với báo giới sau khi các cuộc đàm phán kết thúc, ông Blinken cho biết không có dấu hiệu nào cho thấy Nga sẵn sàng tham gia vào các hoạt động ngoại giao có ý nghĩa đối với cuộc chiến mà Moscow gọi là chiến dịch quân sự đặc biệt phát động vào tháng 2 năm ngoái tại Ukraine. Ông Blinken cũng tố cáo sự can thiệp của Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov tại một cuộc họp của ASEAN là không mang tính xây dựng hay hữu ích cho bất kỳ vấn đề nào. Ông Blinken không gặp ông Lavrov bên lề cuộc họp. Ông nói ông Lavrov hoàn toàn tiêu cực và chỉ tập trung vào việc đổ lỗi cho Mỹ. Ngoại trưởng Mỹ kêu gọi sự ổn định ở Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương, eo biển Đài Loan và Biển Đông, đồng thời nói thêm rằng các vụ phóng tên lửa khiêu khích của Triều Tiên là thách thức lớn nhất đối với an ninh khu vực. Ông cũng cho biết có sự hậu thuẫn lớn trong các cuộc họp giữa ông với các nước Đông Nam Á về việc tiếp tục thúc đẩy nhà cầm quyền quân sự Myanmar chấm dứt bạo lực. Tình hình ở Myanmar kể từ sau cuộc đảo chính tháng 2 năm 2021 tiếp tục gây phương hại cho an ninh khu vực, Ngoại trưởng Mỹ nhấn mạnh.
Các chiến binh trong nhóm lính đánh thuê Wagner của Nga đang huấn luyện cho binh sĩ Belarus, Bộ Quốc phòng Belarus loan báo ngày 14 tháng 7. Bộ công bố một đoạn video qua kênh VON TV chiếu cảnh các chiến binh Wagner đang hướng dẫn binh lính Belarus tại một thao trường quân sự gần thị trấn Osipovichi, cách thủ đô Minsk khoảng 90 km về phía đông nam. Bộ Quốc phòng Belarus nói các chiến binh Wagner đóng vai trò hướng dẫn trong một số kỷ luật quân sự. Một số chiến binh của Wagner hiện đang ở Belarus và đã có mặt ở đó ít nhất là từ thứ ba tuần này. Hai nguồn tin thân cận với các chiến binh nói hôm 14 tháng 7 với điều kiện giấu tên. Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko đã giúp môi giới một thỏa thuận nhằm chấm dứt một cuộc binh biến vũ trang ngắn ngủi do Wagner thực hiện hôm 23 đến 24 tháng 6 khi nhóm này giành quyền kiểm soát thành phố Rostov ở miền nam nước Nga và hành quân về phía Moscow, bắn hạ một số trực thăng quân sự và giết chết một số phi công. Theo thỏa thuận, thủ lĩnh của Wagner Yevgeny Prigozhin phải thôi chỉ huy lực lượng Wagner và đồng ý chuyển đến Belarus. Ngược lại, Nga sẽ không truy tố hành động binh biến. Ông Prigozhin đã không xuất hiện trước công chúng kể từ khi rời Rostov hôm 24 tháng 6. Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden hôm 13 tháng 7 nói Mỹ không chắc ông Prigozhin đang ở đâu, nhưng ông Biden châm biếm ngụ ý rằng ông ta có thể bị đầu độc. Phát biểu trong chuyến thăm Phần Lan để chào đón nước này với tư cách là một thành viên mới nhất của NATO, ông Biden nói xin trích, nếu tôi là ông ấy, tôi sẽ cẩn thận với những gì mình ăn, tôi sẽ để mắt đến thực đơn của mình. Hết trích. Ông Biden đến Helsinki để tham gia hội nghị thượng đỉnh với các nhà lãnh đạo Phần Lan, Thụy Điển, Đan Mạch, Iceland và Na Uy. Tại hội nghị thượng đỉnh NATO diễn ra ở Litva trong tuần này, Tổng thống Mỹ tuyên bố cuộc xâm lược của Nga và Ukraine chỉ làm cho Liên minh NATO mạnh mẽ hơn mà thôi. Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết ông đã đề nghị với các chiến binh cho tập đoàn Wagner rằng ông Sedoy sẽ làm chỉ huy Wagner thay chỗ thủ lĩnh Yevgeny Prigozhin. Sedoy là biệt danh của Andrei Trotsky, một chỉ huy cao cấp của Wagner, theo các tài liệu trừng phạt của Liên minh châu Âu, các tài liệu chính thức của Pháp, các nguồn tin hiểu biết về vấn đề này và các tường trình trên truyền thông Nga. Trong số các cộng sự của ông này có ông Dmitry Utkin, cựu sĩ quan lực lượng đặc biệt của tình báo quân đội GRU và là người sáng lập Wagner, Yu cho biết. Các kênh ủng hộ Wagner trên Telegram đã nhiều lần nói rằng Trotsky được biết đến với biệt danh Sedoy và rằng ông ta là một trong những chỉ huy cao cấp nhất của Wagner. Tờ báo Kommersant dẫn lời Putin nói rằng Sedoy đã là chỉ huy đặc thụ của Wagner. EU mô tả ông này là tham mưu trưởng của tập đoàn Wagner trong tài liệu năm 2021 của mình. Tài liệu này cũng cho biết ông là thành viên sáng lập của nhóm. EU cho biết, xin trích, Andrei Trotsky trực tiếp tham gia vào các hoạt động quân sự của tập đoàn Wagner ở Syria. Ông ấy đặc biệt tham gia vào khu vực Deanjo. Như vậy, ông ấy đóng góp quan trọng cho nỗ lực chiến tranh của Tổng thống Syria Bashar al-Assad và do đó hỗ trợ và hưởng lợi từ chế độ Syria. Hết trích. Anh cũng mô tả ông này cho các tài liệu trừng phạt Syria với tư cách là tham mưu trưởng của Wagner. Trotsky sinh ra ở Leningrad, tên gọi thời Liên Xô của Saint Petersburg vào ngày 5 tháng 4 năm 1962, theo các nguồn tin của Nga, trong khi các tài liệu trừng phạt của phương Tây liệt kê ngày sinh của ông là ngày 5 tháng 4 năm 1953. Ông ta từng chiến đấu ở Afghanistan trong cuộc chiến kéo dài hàng thập kỷ của Liên Xô ở đó. Sau khi Liên Xô sụp đổ, ông phục vụ ở Bắc Kavkaz trong quân đội Nga và sau đó ở SOP, một đơn vị lực lượng đặc biệt phản ứng nhanh của Bộ Nội vụ Nga với tư cách một chỉ huy cho đơn vị. Vì thời gian phục vụ ở Afghanistan, Trotsky đã hai lần được trao huân chương Sao Đỏ. Ông cũng được trao tặng huân chương cao quý nhất của Nga, Anh hùng nước Nga vào năm 2016 vì đã xông vào tấn công Palmyra ở Syria chống lại các chiến binh nhà nước Hồi giáo. Một bức ảnh xuất hiện trên truyền thông Nga vào năm 2017 cho thấy Tổng thống Putin bên cạnh ông Trotsky, ông Utkin và những người khác. Cả hai người đều đeo nhiều huy chương. Bức ảnh này được cho là có từ năm 2016. Các xã hội thích ứng hiệu quả nhất với biến đổi khí hậu và nhiệt độ mùa hè sẽ là những nơi giảm được tỷ lệ tử vong do nắng nóng quá mức. Theo nhận xét từ một trong những tác giả của một báo cáo mà qua đó cho biết, có tới 61.000 người có thể đã chết trong đợt nắng nóng oi bức ở châu Âu vào mùa hè năm ngoái. Nghiên cứu mới cho thấy các nỗ lực chuẩn bị sẵn sàng cho các đợt nắng nóng của các quốc gia đang giảm xuống một cách nghiêm trọng. Công trình của các nhà nghiên cứu từ các viện y tế châu Âu ước tính rằng hơn 61.600 người đã chết vì các nguyên nhân liên quan đến nhiệt trên 35 quốc gia châu Âu từ cuối tháng 5 đến đầu tháng 9 năm 2022, trong mùa hè nóng nhất được ghi nhận ở châu Âu. Nghiên cứu được công bố hôm 10 tháng 7 trên tạp chí Nature Medicine cho thấy các quốc gia Địa Trung Hải, Hy Lạp, Ý, Bồ Đào Nha và Tây Ban Nha có tỷ lệ tử vong cao nhất theo quy mô dân số.
Đồng tác giả nghiên cứu Juan Ballester, giáo sư tại Viện Sức khỏe Toàn cầu Barcelona cho biết, các quốc gia bị ảnh hưởng nặng nề nhất có đặc điểm là điều kiện kinh tế không phát triển bằng những phần còn lại của lục địa. Trong một mùa hè chứng kiến các nước châu Âu bị cháy rừng dữ dội và hạn hán, Bồ Đào Nha đã ghi nhận nhiệt độ cao nhất là 47 độ C vào tháng 7, chỉ kém nhiệt độ nóng nhất từng được ghi nhận ở nước này là 47,3 độ C vào năm 2003. Ý, Tây Ban Nha và Đức có nhiều người thiệt mạng nhất do nắng nóng, lần lượt là trên 18.000, trên 11.000 và gần 8.200 ca tử vong. Trong lúc biến đổi khí hậu do con người gây ra khiến nhiệt độ tăng cao hơn, các đợt nắng nóng đang trở nên thường xuyên và nghiêm trọng hơn. Nhiệt độ quá cao có thể giết người bằng cách gây sốc nhiệt hoặc làm trầm trọng thêm các bệnh về tim mạch và hô hấp, trong đó người già là những người dễ bị tổn thương nhất. Các nhà nghiên cứu trong cuộc khảo sát do giáo sư Bolester dẫn đầu đã sử dụng các mô hình dịch tễ học để phân tích có bao nhiêu ca tử vong có thể liên quan trực tiếp đến nắng nóng. Trong tổng số ca tử vong vượt mức mà các nước châu Âu ghi nhận vào mùa hè năm ngoái, một tỷ lệ tử vong cao bất thường. Các diễn viên của Hollywood hôm 14 tháng 7 tham gia cùng các nhà biên kịch điện ảnh và truyền hình trong ngày đầu tiên của đợt đình công khiến các hãng phim Mỹ phải đóng cửa sản xuất khi nhân sự đang tranh đấu đòi tăng lương cho kỷ nguyên truyền hình trực tuyến. Cuộc đình công kép, nỗ lực chung đầu tiên như vậy trong hơn 60 năm sẽ làm tăng thêm thiệt hại kinh tế từ cuộc đình công của các ngòi bút vốn khởi sự từ hôm 2 tháng 5, giáng một đòn khác vào ngành công nghiệp giải trí trị giá hàng tỷ đô la trong lúc ngành này phải vật lộn với những thay đổi đối với kinh doanh. Công đoàn lớn nhất của Hollywood, SAG-AFTRA, đại diện cho 160.000 diễn viên điện ảnh và truyền hình và Hiệp hội Nhà văn Hoa Kỳ, WGA, đều yêu cầu tăng lương cơ bản và các khoản khác hoặc tăng phí trả từ truyền hình trực tuyến, cộng với đảm bảo rằng tác phẩm của họ sẽ không bị thay thế bằng trí tuệ nhân tạo. Trong những thời khắc thay đổi, khi thế giới dường như không chắc chắn, và những gì chúng ta nghe không phản ánh đúng những gì chúng ta thấy, chúng ta tìm kiếm sự thật. Khi chúng ta chỉ được biết một phần của câu chuyện, chúng ta mất niềm tin. Trong những thời khắc khủng hoảng, hoài bão, hy vọng và ước nguyện của chúng ta về một ngày mai tươi sáng hơn phụ thuộc vào một nền báo chí tự do. Tại Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, chúng tôi mang đến cho bạn những câu chuyện mà người ta bất chấp rủi ro để nhìn thấy. Chúng tôi kết nối thế giới và đoàn kết thế giới bằng sự thật. Tại Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, chúng tôi cho bạn thấy bức tranh toàn cảnh. Vài ngày trước, chủ nhân của ngôi nhà này ở làng Kamianka đã trở về để dọn dẹp khu vườn và sửa chữa lại nhà của mình. Chúng tôi gặp Igor Bohoras tại một bệnh viện ở thành phố lân cận. Izium, nơi ông đang được điều trị sau khi bị mất một bàn chân và cẳng chân. Ông đã dọn khoảng 20 quả mìn nhỏ trong khu vườn của mình bằng xẻng, rồi vô tình dẫm phải một quả, gây ra vụ nổ. Огород мы перебили, посадили, все было прекрасно. Chúng tôi đã trồng lại rau quả và mọi thứ đều ổn, nhưng tôi muốn dọn dẹp nhiều khu vực ngoài vườn hơn. Tôi đã bước sai một bước và bị trúng mìn. Bohoras kể, ông nhìn xuống và thấy mất chân rồi. Từng là một ngôi làng cổ và được chăm sóc cẩn thận. Kamianka giờ đây đầy bụi rậm và cỏ dại. Hầu hết mọi ngôi nhà ở đây đã bị phá hủy trong các cuộc giao tranh vào mùa thu năm ngoái, khi Ukraine giành lại phần lớn khu vực sau hơn 6 tháng bị Nga chiếm đóng. Bây giờ chỉ còn lại khoảng hơn chục cư dân trong số hơn 1.100 người, không có điện, khí đốt hay nước sinh hoạt. Chúng tôi không có gì cả. Những người ở lại được cấp cho máy phát điện, nhưng cần có nhiên liệu và nó rất đắt. Ở vùng ngoại ô quanh làng, các chuyên gia giả phá bom mìn dọn đường để cuối cùng công nhân có thể khôi phục điện và các cơ sở hạ tầng khác. Sẽ mất ít nhất 10 năm, tối thiểu, vì cuộc sống vẫn tiếp diễn, mọi người vẫn qua lại, thật không tưởng. Bohoras nói, ông biết 8 người khác trong làng bị mất tay chân và 2 người bị các vụ nổ ngay gần mắt. Ông nói ông không chắc
liệu mình có thể sống để chứng kiến ngôi làng mình đủ an toàn cho các cháu của ông chơi đùa hay không? Tôi có thể nói gì đây? Đó là quê nhà của tôi. Tôi đã từng câu cá ở đó và du ngoạn hòa vào thiên nhiên. Tôi nghỉ hưu rồi. Lẽ ra tôi đang thư thả câu cá, nhưng chiến tranh đã xảy ra. Ukraine hiện đang chiến đấu để giành lại các khu vực khác bị Nga chiếm giữ khi cuộc phản công mùa xuân chuyển sang mùa hè. Các đội giả phá bom mìn cho biết hàng ngàn quả mìn và chất nổ nguy hiểm khác đã được gỡ bỏ khỏi khu vực từng bị chiếm đóng này. Nhưng nhiều quả mìn khác vẫn còn và gây ra mối đe dọa cho tất cả những ai mạo hiểm đến đó. Khoảng 9,7 triệu người Campuchia, chiếm khoảng 55% dân số, dự kiến sẽ đi bỏ phiếu vào ngày 23 tháng 7 cho một cuộc bầu cử quốc gia, thiếu đi những thách thức đáng kể đối với Đảng Nhân dân Campuchia CPP cầm quyền. Lãnh đạo Campuchia, Thủ tướng Hun Sen, còn được gọi với cái tên Samdech, đã cai trị nước này gần 40 năm bằng cách bịt miệng các chính trị gia, nhà hoạt động và nhà báo đối lập, thông qua các bản án tù hoặc đẩy đi lưu vong. Gần đây nhất, những lời đe dọa của Hun Sen đã khiến Hội đồng Giám sát Nội dung của Meta đề nghị đóng băng 6 tháng tài khoản Facebook của ông. Vị thủ tướng này đã nhanh chóng cấm các thành viên của Hội đồng Giám sát của mạng xã hội này tới Campuchia. 18 đảng chính trị có đăng ký của Campuchia đã bắt đầu vận động tranh cử vào ngày đầu tiên của tháng 7. Chính phủ đã cấm đối thủ lớn nhất của mình, Đảng Ánh Nến, vì nộp sai giấy tờ. Khi những ủng hộ Candlelight kêu gọi tẩy chay bầu cử, chính phủ đã sửa đổi luật bầu cử. Bây giờ, bất cứ ai không bỏ phiếu đều không thể tranh cử trong các cuộc bầu cử trong tương lai. Cuộc bầu cử này giống như một món súp không có muối. Nó sẽ không ngon. Giá trị thực của cuộc bầu cử này là không tốt. Nó chỉ có vẻ tốt trên bề mặt. Các quan chức và ứng cử viên của Đảng Cứu Quốc Campuchia CNRP trước đây hiện đang lãnh đạo Candlelight. Sau khi CNRP phô trương sức mạnh trong cuộc bầu cử Hội đồng xã địa phương năm 2017, đảng này đã bị tòa án giải tán trước cuộc bỏ phiếu quốc gia cuối cùng vào năm 2018. Không thể tránh khỏi sẽ có những lời chỉ trích về tự do chính trị và về quốc hội độc đảng như năm 2018, nơi không có kiểm soát và cân bằng. Nhiều cử tri Campuchia dự đoán chiến thắng cho CPP. Theo quan sát của tôi, Đảng Nhân dân Campuchia sẽ giành chiến thắng 100% cho cuộc bầu cử này vì sự lãnh đạo của Samdech rất tốt. Đối với tôi, thật khó chấp nhận vì chúng tôi từng có hai đảng chính cạnh tranh, bây giờ chúng tôi chỉ có một. Hoa Kỳ và Liên hiệp châu Âu nói rằng họ muốn CPP mở cuộc bầu cử cho tất cả các đảng. Phát ngôn viên của CPP Sok Esan nói với đài VOA tiếng Khmer rằng đảng cầm quyền không quan tâm nếu kết quả không được công nhận. Ông cho biết nhiều quốc gia gọi cuộc bầu cử năm 2018 là giả mạo, nhưng chấp nhận chính phủ được thành lập sau cuộc bỏ phiếu. Thủ tướng Hun Sen cho biết ông đang có kế hoạch rời khỏi sự nghiệp chính trị vào năm 2028. Con trai ông, Hun Manet, tốt nghiệp Học viện Quân sự West Point của Mỹ, có khả năng là người kế nhiệm ông. Ông đang tranh cử một ghế quốc hội, một trong 12 ghế đại diện cho thủ đô Phnom Penh. Nếu ông và CPP giành chiến thắng, ông sẽ đủ điều kiện để trở thành thủ tướng trong chính phủ mới. Hai vợ chồng Jerry và Elizabeth Perlus ở Arizona, Hoa Kỳ gửi DNA của họ vào không gian trong sứ mệnh Enterprise sắp tới do công ty an táng ngoài không gian Silitis có trụ sở ở tiểu bang Texas khởi xướng. Chúng ta thích những cuộc hành trình đúng không? Và đây sẽ là hành trình cuối cùng. An táng ngoài không gian không phải là một khái niệm mới, nhưng đây sẽ là lần đầu tiên chuyến bay Enterprise của Silitis sẽ du hành vào không gian sâu thẳm và quay quanh mặt trời vô thời hạn. Đây sẽ là kho lưu trữ đầu tiên và duy nhất về nền văn minh của chúng ta trong vũ trụ. Trước giờ chưa từng có ai làm như vậy. Chúng tôi sẽ đưa 196 lọ tro cốt của những người đã qua đời hoặc DNA của những người đang còn sống vào kho lưu trữ lần đầu tiên trong lịch sử được đưa xa vào không gian 330 triệu cây số.
Chuyến bay này sẽ mang theo cho cốt hoặc DNA của những nhân vật nổi tiếng như Gene Roddenberry, người tạo ra Star Trek, và các diễn viên như James Doohan và Nichelle Nichols. Trên chuyến bay còn có một nang tóc của Tổng thống đầu tiên của Mỹ George Washington, Tổng thống Dwight Eisenhower và Tổng thống John F. Kennedy. Trong khi một số gia đình dùng dịch vụ này để tôn vinh những người thân yêu đã khuất theo một cách độc đáo, thì ông bà Paulus tham gia hành trình vào không gian bằng DNA của mình. Tất cả chúng ta đều muốn trở nên bất tử theo một cách nào đó, và đây là cơ hội để chúng tôi có thể làm điều gì đó mà chưa ai từng làm, để đi đến nơi mà chưa ai từng đến. DNA của chúng tôi sẽ đi vào không gian sâu thẳm, nó sẽ trở thành bộ gen của con người xa nhất từ hành tinh. Ngày nay, có ít nhất 102 đồn cảnh sát hải ngoại hoạt động thay mặt cho chính quyền Trung Quốc tại 53 quốc gia. Hai công dân Hoa Kỳ đã bị bắt vào tháng 4 tại New York là Harry Liu Yang Wang và Chen Jinping. Cả hai đã bị Bộ Tư pháp cáo buộc điều hành một đồn cảnh sát chìm bên ngoài một trung tâm cộng đồng ở khu phố Tàu của New York thay mặt cho chính phủ Trung Quốc. Bộ Tư pháp cáo buộc các bị cáo được chỉ đạo bởi Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa giúp chính phủ Trung Quốc xác định vị trí của một nhà bất đồng chính kiến vì dân chủ sống ở California. Trợ lý Tổng trưởng lý Matthew Onsen cho biết trong một tuyên bố sau vụ bắt giữ, xin trích: Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa thông qua bộ máy an ninh đàn áp của họ đã thiết lập một sự hiện diện bí mật ở thành phố New York để theo dõi và đe dọa những người bất đồng chính kiến và những người chỉ trích chính phủ của họ. Các hành động của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa vượt qua giới hạn của hành vi quốc gia dân tộc có thể chấp nhận được. Chúng tôi sẽ kiên quyết bảo vệ quyền tự do của tất cả những người sống trên đất nước của chúng tôi khỏi mối đe dọa đàn áp độc đoán. Hết trích. Nhưng khó mà biết được toàn bộ những gì họ đã làm. Mùa thu năm ngoái, những người đàn ông này thừa nhận đã xóa các tin nhắn trao đổi với chính phủ Trung Quốc sau khi họ biết FBI đang điều tra. Nhìn chung, những tiền đồn này không có nhân viên cảnh sát chính thức. Bên ngoài, chúng hoạt động như những trung tâm hành chính phục vụ nhu cầu của công dân Trung Quốc ở nước ngoài, cấp bằng lái xe và cung cấp các dịch vụ kiểu lãnh sự khác. Chúng bắt đầu xuất hiện lần đầu tiên vào năm 2016 khi các chương trình thử nghiệm được triển khai ở nước ngoài. Những đội cảnh sát này nằm trong các khu dân cư của người Hoa và người châu Á như khu phố Tàu của Manhattan, dường như cung cấp một vỏ bọc dân sự cho những hoạt động được coi là quá rủi ro đối với các nhà ngoại giao chính thức ở Trung Quốc. Ở hậu trường, các nhà nghiên cứu cho biết những người làm việc tại các đội cảnh sát này thường xuyên cố gắng thuyết phục những người bất đồng chính kiến quay trở lại Trung Quốc. Năm ngoái, một quan chức Trung Quốc cho biết 210.000 người bị tình nghi có hoạt động lừa đảo đã bị thuyết phục quay trở lại Trung Quốc vào năm 2021 như một phần của chiến dịch truy quét lừa đảo qua điện thoại. Các nhà bất đồng chính kiến Trung Quốc trên khắp thế giới nói rằng họ đã được các đồn cảnh sát địa phương này liên lạc thúc giục quay trở lại Trung Quốc, nơi họ có thể bị xét xử. Dường như được thúc đẩy bởi báo cáo do các nhà nghiên cứu tại tổ chức phi chính phủ Safeguard Defender công bố, nhiều nước trong đó có Đức, Anh, Hà Lan và Canada đã mở các cuộc điều tra về các tiền đồn này, mặc dù với tốc độ chậm hơn so với mong muốn của nhiều nhà hoạt động. Laura Hart, giám đốc vận động thuộc Safeguard Defenders, nói với Politico vào tháng trước rằng nhiều chính phủ châu Âu không coi trọng vấn đề này chút nào. Tại Hoa Kỳ, giám đốc FBI Christopher Wray đã phát biểu trước một phiên điều trần của Thượng viện vào tháng 11 năm ngoái rằng ông biết về hoạt động của đồn cảnh sát địa phương của Trung Quốc ở New York và rất lo ngại về nó. Sau vụ bắt giữ được thực hiện vào tháng 4, FBI hiện đang truy tìm các tiền đồn tương tự có thể đang hoạt động ở Hoa Kỳ. Cơ quan này cũng đã ra mắt một trang web nơi công chúng có thể cảnh báo họ về các hoạt động như vậy. Bộ Ngoại giao Trung Quốc tiếp tục phủ nhận hoàn toàn sự tồn tại của các đồn cảnh sát này. Người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Uông Văn Bân vào tháng 4 đã gọi các cáo buộc của Hoa Kỳ là sự vu khống và bôi nhọ. Nói thêm rằng, đơn giản là không có cái gọi là đồn cảnh sát ở nước ngoài.